Xin chào các bác nhá. Tiếp tục em lên cho các bác cái cặp dỡ lời của Đề Lông đây. Con này là con M380, dòng này thì tiếng rất là hay. Cực hay luôn các bạn. Vâng. Bởi vì các bác biết là bản thân những con này thì nó sinh ra nó mặc định nó là loa trợ lời rồi. Tức là loa nó chỉ có tiếng lời thôi chứ nó không có bát. Nó chỉ có trung âm và tép thôi. Đấy. Thì con này thì em đang xả giá rất rẻ nha các bạn nhá. Đấy. Một chiếc này thì em đang bán có 350.000 thôi các bạn nhá. Đấy đang xả giá có 350 thôi. Thế là giờ khoảng 700k một đôi. Mà các bác về trả lời hay lắm. Mình có thể trả lời cho đây những dòng loa dàn, có thể là dàn đại. Đấy, hay là dàn trung, hay là dàn mini, là tùy theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ loa các bác đang thiếu tép, thiếu trung âm thì hãy bổ sung ngay cho em đôi đại bảo. Nó tiếng nó hay lắm các bạn. Nó chi tiết mà nó rõ ràng, nói chung là nghe nó sướng. Đấy, thì bác nào chốt thì alo em nhá, thì để em test bàn giao rồi em đóng hàng gửi hàng cho. Đấy, chiều hôm nay thì bên em sẽ đóng hàng gửi cho các bác luôn. Được chưa? Nếu bác nào chốt trong ngày hôm nay luôn. Đấy, từ giờ 5 giờ chiều các bác chốt luôn thì bên em sẽ đóng gửi luôn. Còn nếu như các bác mà tối mới chốt thì là lại phải sáng hôm sau bên em mới gửi được, tầm 10 giờ sáng bắt đầu là gửi hàng đi. Một ngày thì nhà em sẽ có hai chuyến là bên Viettel họ sang họ bốc. Một chuyến là vào 10 giờ 11 giờ, tức là từ 10 giờ đến 11 giờ. Một chuyến nữa là từ 4 giờ đến 5 giờ. Đấy. Thì là sáng có một chuyến, chiều có một chuyến, trong vòng 1 tiếng là bên Viettel họ sang họ lấy. Trong cái khoảng giờ đó các bác nhá. Đấy thì các bác cứ chốt vào buổi sáng hoặc là chốt vào buổi, giữ chốt là buổi tối thì là sáng sau gửi. Còn nếu mà chốt chiều hôm nay thì là chiều em gửi luôn. Được chưa? Đấy. Thì mọi thông tin cứ alo cho em qua số thì em để trên tiêu đề nhá. Giá là 350 một chiếc, tức là 700.000 một đôi. Đấy, bác nào lấy một chiếc được mà lấy cả đôi cũng được. Em xin chào các bác nhá. Bởi vì là nói thật quá là cái nhu cầu thì tùy theo mỗi người. Nhiều bác bảo là tại sao không để nguyên mà nó bán cả bộ cái thứ là nó bán, nhưng mà có những bác chỉ cháy một chiếc thôi các bạn, tức là bác chỉ lại hỏng một chiếc thôi. Thế bây giờ chẳng nhẽ lại mua cả bộ về để mà thay thế vào đúng không ạ? Nó lãng phí. Thì mua một chiếc thôi cũng được. Đấy, còn nếu bác nào thích lấy cả bộ thì có cả bộ. Được chưa ạ? Đấy, bác nào thích một đôi có một đôi, bác nào thích lấy ba chiếc có ba chiếc, lấy bốn chiếc có bốn chiếc. Nhà em bán thì nó đa dạng để làm sao mà tất cả mọi người cùng có thể mua được hàng. Đấy, chứ không phải riêng một cá nhân ai hay là một tập thể nào. Bởi vì có mỗi bác, có bác thì cần cái này, có bác chỉ cần một chiếc, nhưng có bác lại cần phải hai chiếc. Còn như bác thì lại cần mỗi cái cục đầu máy không, bởi vì bác bị cháy đầu máy, bây giờ đi sửa thì thay xăng thì bằng cả một cái cục mới, nên là bác mua luôn cục khác. Đấy. Thì làm sao mà nhà em thì cố gắng là tất cả cái gì các bác thích mua cái gì cũng được, mua kiểu gì cũng được. Hỗ trợ cho các bác nhiệt tình luôn. Làm sao mà các bác cứ thế phù hợp với mình là được. Đấy. Rồi, em xin chào các bác.